chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của bạn Hóng Vlog và mình là bạn Hóng Lazada. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục trở lại với ít show ăn uống và trải nghiệm. Và ngày hôm nay thì mình sẽ có một cái thí nghiệm vui liên quan đến những hộp sữa chua. Hãy xem đó là như thế nào nhé. Thực ra gọi là thí nghiệm cho vui thôi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn thử một số loại sữa chua ở trên thị trường. Ở đây thì mình đang có hai loại sữa chua. Một là cái sữa chua của vinamilk. Sữa chua, mình cũng không biết sữa là sữa gì cơ. Sữa chua nhưng mà nó cũng chả có nhãn hiệu gì. Mà chúng ta sẽ ăn thử hai cái hộp này nha. Mới này. Còn bên này thì là một loại sữa chua rất là ngon. Cũng là lần đầu tiên mình ăn thử luôn. Đó là sữa chua nếp cẩm Mộc Châu. Sao là sữa chua nếp cẩm thì ngày xưa mình ăn rất là nhiều rồi. Chúng ta mua cái rượu nếp về, phải được đổ cái sữa chua này vào. Nhưng mà đây mình sẽ ăn luôn một cái sữa chua thành phẩm của cái nhãn hiệu là đây, của Mộc Châu Food gì đây, Mộc Châu cái gì Mưu, Mộc Châu Mưu bạn. Đây, một cái lon sữa chua nếp cẩm của Mộc Châu Mưu. Nó bé bé thôi, đây một găng tay. Ngày sản xuất là 26 tháng 8, hạn sử dụng là 19, cái này nó chỉ có thời hạn sử dụng là khoảng 10, chúng ta có thời hạn sử dụng là 2 tuần các bạn, 14 ngày. Của Mộc Châu Mưu này. Ở bên ngoài thì của nó thì có hai màu, trên là trắng dưới là đen, sữa chua dưới là nếp cẩm, đơn giản thế thôi. Còn đây là cái sữa chua gì thì tí nữa mình sẽ ăn thử, và nếu chết là mình sẽ ăn với cái ăn cái lọ sữa chua nếp cẩm ở trước đã nhá. Nó có nhìn khá là xinh, đây có cái nắp. Bạn nào ăn xong thì mình có thể sử dụng cái nắp để làm các hộp sữa chua khác. Xem nào, thành phần của nó một chút. Thành phần đi đây, sữa chua nếp cẩm này, thành phần có sữa tươi này, gạo nếp cẩm, nước, đường tinh luyện. Sử dụng thì ăn trực tiếp, sản phẩm để được sản xuất tại Mộc Châu các bạn, công ty cổ phần bò sống Mộc Châu này, và điện thoại đi. Và một cái lon này thì là 160g. Cái này thì mình chả thấy có thông tin gì, chỉ có mỗi là tên là Vinamilk, đây không đường. Nói chung là cách trình bày cái này nó không là khoa học lắm. Có thể là cái này nó bán theo lốc. Đây cái thông tin nó theo cái lốc của nó. Nhưng mà mình thích cái hộp này hơn, nhìn nó xinh hơn. Thường thì không biết các bạn ăn sữa chua như nào. Thường thì mình ăn sữa chua mình sẽ không cho đá. Một số người ăn sữa chua họ sợ ngọt thì họ sẽ thêm đá này. Có một người thì ăn sữa chua thì nó cũng có hai loại. Tức là ăn thích ăn sữa chua cứng, sữa chua mềm. Bạn muốn cứng thì chúng ta sẽ để trong tủ lạnh lâu hơn để cho nó đông thành đá, và ăn cái gì rất là hại răng và rất dễ viêm họng. Còn một cái là chúng ta sẽ ăn sữa chua mềm. Cái này là sữa chua mềm các bạn. Mình thì thích ăn mềm hơn. Và ăn kèm sữa chua thì các bạn thường ăn kèm cái gì? Mình bình thường sẽ ăn kèm cái này. Đấy, thường là chúng ta sẽ ăn kèm sữa chua với không biết các bạn nhau, nhưng mình sẽ ăn kèm với bánh mì này nhá. Đây có bánh mì. Đó. Chúng ta sẽ kèm sữa chua này với bánh mì. Bóc ra xem như nào. Đây, nó có cái này gờ này. Một cái hộp này đắt phết đấy, mười mấy nghìn đấy các bạn, không rẻ đâu. Đây, chúng ta sẽ có. Úi chà ơi. Cái nắp của nó cũng đã ngọt, rất là ngọt, thơm. Có mùi rượu nếp. Đây, mình xem bằng cái thìa nhựa đi kèm của cái sữa chua này nhá. Cái này chắc chắn các bạn sẽ phải khuấy đều lên rồi. Đó, đây là cái nếp cẩm này. Úi dồi ôi, nhìn phê lòi. Đấy, đây là những cái nếp cẩm. Nó như kiểu rượu nếp ấy. Nó là nếp cẩm các bạn. Là cái gạo là gạo nếp Điện Biên, gạo nếp tím tím ấy. Gọi là nếp cẩm. Người ta sẽ ủ cái này trong cái thời gian để cho nó lên men các bạn. Và mình có thể chắt ra thành rượu nếp để uống này. Còn cái này thì các bạn có thể đổ thành, thường là ngày xưa cái bã này người ta đổ đi cho lợn. Nhưng mà tất nhiên là người ta ép với rượu thì còn cái bã này người ta sẽ đổ đi. Nhưng mà còn cái rượu nếp thì người ta vẫn bán cái rượu nếp vàng và rượu nếp đỏ đỏ này. À, rượu nếp nếp cẩm này mà. Đó, mình sẽ trộn đều hai cái này đây nhá. Giờ sẽ có là sữa chua và cái nếp cẩm này. Không biết nước ngoài có cái món này không, nhưng mà có lẽ ở Việt Nam mình có cái món này. Không rõ ở các nước khác, Nhật Bản hay Hàn Quốc có món này không.
mặt nói chung là cái văn hóa ẩm thực của Việt Nam thì mình sáng tạo ra rất nhiều cái món ăn rất là lạ, rất là độc đáo luôn. Như kiểu tiết canh mình thấy mỗi Việt Nam mình có trứng vịt lộn này, ở các nước khác thì nó thực sự không có, nó cũng tùy theo văn hóa bản sắc. Mình sẽ phải trộn đều lên nhá, ở dưới này nó vẫn còn khá nhiều cái đen đen này, thử trộn đều lên các bạn. Mà thực sự ăn một cái hộp này no, không biết có ăn được cái này nữa không. Rồi ta sẽ khuấy đều lên này. Này nó cũng khá là ngọt các bạn. Nào ăn kiêng thì chắc là nhìn cái nếp cẩm này chắc là bồi hồi và dây dứt lắm. Rồi mình sẽ thử miếng đầu tiên nha, để gọi là khai thìa. Nào chúng ta thử. Ôi nó ngọt, ngọt cực khủng luôn. Ngọt thơm. Ngọt lắm. Thật sự thì mình cũng đang trong quá trình mình ăn DS và keto, nhưng mà lâu lắm cũng phá giới làm cái món sữa chua này. Ui dồi. Ngon kinh khủng luôn ấy. Ngọt ngọt thơm thơm bùi bùi béo béo. Mát mát nữa. Bạn đang sợ ngọt thì mình có thể là thêm đá vào nhé. Mà tốt nhất ăn này nó mới ngon. Nó ngọt sắc. Thế thường mình ăn mình hay cho đá lắm. Ăn bát to thì không phải ăn một cái lon như này đâu. Chúng ta đang ăn cái sữa chua nếp cẩm của một châu nhé, một châu miu. Úi trời ơi, còn kinh ngủ rồi. Sao mà nó ngon. Rất là dễ ăn, rất là thơm. Nó hơi nồng đồng một chút mùi rượu nữa. Rồi, mình sẽ cho các bạn cách mình ăn sữa chua nếp cẩm. Mình có một cái spaghetti bánh mì ở đây. Ta sẽ quyền một chút sữa chua lên. Rồi như này. Các bạn ăn với bánh mì rất là ngon. Đó. Ăn cái này hơi nhiều tinh bột. Đó. Ngon, xuất sắc. Đây các bạn quên một ít cái sốt chua nước cẩm này. Mà hơi ngon, không tả được ấy. Cái nếp cẩm này ngon. Ăn nó bùi bùi béo béo. Hơi nồng đồng một chút mùi rượu. Ăn bánh mì rất là hợp luôn các bạn. Ở nước ngoài người ta có ăn cái bánh mì với sốt mứt dâu không ngon bằng cái nếp cẩm đâu. Sự Việt Nam mà nghĩ ra cái món nếp cẩm, sữa chua nếp cẩm này cũng độc đáo ạ. Thực ra cái món này thì nó cũng mới có gần đây thôi, ngày xưa là người ta thật sự là không có món sữa chua nếp cẩm ạ. Vài năm gần đây người ta mới có thể là học tập các nước khác, hoặc là người ta nghĩ ra các cái món lạ lạ. Giống như cà phê trứng này, rồi đến sữa gạo là học của bên Hàn Quốc. Bia trứng rồi nói chung là rất nhiều món mới ạ. Sự nếu mà nói về món bia, à cái bia trứng thì món đấy ra đời thì rất lâu rồi. Từ thời Pháp. Còn món nếp cẩm thì, nếp cẩm thì nó cũng rất là lâu rồi. Trong văn hóa ẩm thực dân gian của Việt Nam. Nhưng mà được kết hợp với sữa chua thành món kiểu Tây Ta như này. Ngon. Một hộp này nhiều phết các bạn, ăn mãi mà chẳng hết.
là rẻ chứ không phải là ấy. Thực ra chúng ta ăn ngoài hàng thì sữa chua nước cẩn nó chỉ rơi là 12-15k thôi, bằng một cốc chè Sài Gòn thôi mà. Không ạ, một trận mình làm video luôn, vừa talk show vừa eating show vừa trải nghiệm vừa review kết hợp. Cả mục cang Việt Nam nữa. Cái này ngon, ngon kinh ngủ luôn đấy. Dễ ăn, cái hộp này cũng ngon. Bạn nào vào siêu thị có thể mua cái hộp này nhá, như là khoảng mười mấy nghìn ấy. Hôm nay mình được cho, mình cũng không rõ giá. Còn cái hộp này thì khoảng 5k một hộp. Một cái lốc này khoảng 20.000. Và tất nhiên là cái sữa chua thường ăn sẽ không ngon như cái nếp cẩm này. Cái nếp cẩm này ăn nó sẽ ngon hơn, nó có cái phần gạo nếp, sữa chua. Rất là ngon luôn, nó rất là bổ dưỡng á. Trong sữa chua có rất nhiều các cái vi khuẩn, nó có tốt cho cái tiêu hóa. Qua nó đó là dày, vẫn có thể ăn sữa chua được, nhưng mà chúng ta phải ăn lúc no. Sữa ăn một hộp này no đó. Ăn hết một cái mì luôn. Cái này thì họ làm rất là vừa, không có ngọt gắt. Thấy ăn ở ngoài thì người ta làm sữa chua nó làm hơi ngọt, mà cái này ăn nó rất là vừa. Bánh mì và sữa chua nước cẩm tuyệt vời. Buổi sáng các bạn chỉ cần làm cái bánh mì một hộp này đủ năng lượng đến tận buổi chiều thôi. Sợ no các bạn. Sữa chua Mộc Châu. Mộc Châu như là ở Hòa Bình đúng không? À đâu, Mộc Châu Sơn La quên. Sơn La Hòa Bình nó na ná mấy cái tỉnh gần nhau. Trời ngon quá, ăn này mà ăn hộp nữa thì không biết mình còn sức mình nhét không. Hôm sẽ ăn nốt cái miếng này, chúng ta sẽ mở thử một cái lon này xem như thế nào, coi như là so sánh hai loại sữa chua với nhau. Đó, bây giờ mình sẽ ăn thử một cái hộp sữa chua của Vinamilk rồi nhá, một hộp của Vinamilk xem như thế nào. Hay thì hôm nay nó cũng khác nhau. Ở đây người ta còn dập nổi chiếc Mộc Châu cơ. Ui dồi ôi, nó có một cái nước lại chảy ra bạn này. Ui chà ơi, này đúng cái thiệt này. Đây là cái sữa châu của Vinamilk này. Đang ăn cái nếp cẩm mà ăn sang cái sữa chua này thì nó chua kinh khủng. Chua quá. Cái hộp này là style không đường nha các bạn. Bạn đã ăn kiêng này ha, quá trình giảm cân hoặc là mình sợ các cái đồ ngọt giảm cân thì mình có thể sử dụng các loại sữa chua không đường như này. Ăn cái nếp cẩm, ăn cái này sang cái này nó không được chứ ăn lắm. Sữa thì vẫn rất là ngon. Sữa này khá là béo nhưng mà sao có nhiều nước này này. Nước này nó chua chua các bạn. Kiểu như nó đông lại xong rồi mình để ngoài nó chảy nước hay ra ấy.
thử cái này bánh mì xem. Chung mình rất thích bánh mì với sữa chua nhá. Người ta thường là ăn bánh mì với sữa nhưng mà thích ăn bánh mì với sữa chua. Tại vì hai cái này rất là tốt cho bạn nào kiểu đau dạ dày ý. Nhưng mà một lưu ý xin nhắc lại là bạn nào đau dạ dày thì chúng ta không nên ăn sữa chua khi đói nhá. Mình chỉ ăn sữa chua khi các bạn no thôi. Tại vì nó sẽ giúp mà ở cái hệ thống tiêu hóa chúng ta tốt hơn. Nó giảm cái lượng axit, nhưng mà nếu các bạn ăn khi mà đói thì nó ngược lại, nó sẽ tăng cái axit dạ dày lên. Đó. Mình sẽ thử cái này với bánh mì xem. Một chút sữa chua. Bánh mì. Ăn cũng lạ lạ. Được. Ngon. Được ạ. Và ăn với bên nước cẩm thì ngon hơn. Ăn như bên nước cẩm ngon hơn. Cái này ăn chính vãi thì dường ạ. Ngon quá. Ông nào mà giờ này chưa được ăn mà ăn nhìn mình ăn thì chắc là thích không? Ngon quá. Nói chung là cũng được không ạ? Cái loại này nó khá là dễ ăn, tại vì nó không đường mà. Thì ra cái lép cẩm này, nó vẫn là cái sữa chua này thôi, mà người ta trộn cái này với cái nếp nếp cẩm ấy, thành ra là nó sẽ nhiều hơn. Cái cả ăn, nhưng mà ăn nó sẽ đặc, nó sánh hơn đây này, nó có màu sắc thì nhìn nó ánh tím này nhìn không thích hơn chứ. Ăn được ngon hơn, ăn nếp cẩm ngon hơn. Ăn mãi một rồi có nước bánh mì á. Chứ thử nốt cái này với bánh mì nha. Ồ. Ngon lắm. Bạn nào đã từng ăn kem xôi à? Bánh mì sữa chua mai kia mình nghĩ là nó sẽ là một cái xu thế mới, mà vào mình sẽ là người phát minh ra. Ngon xuất sắc luôn. Còn nốt khẩu này ăn nốt đi. No quá. Thực sự mình chỉ ăn 2 hũ thôi. Không thể ăn hết 4 này. Để cất đi. Khoan rồi. Châu bò được mấy. Ăn 2 hũ thua rồi. Nó cũng ngang ngang rồi rồi. Ngon đấy. Nhiều ăn mãi chẳng hết. Ừ. Cái sữa chua này. Cũng ngon đấy. Có nhiều loại người ta cho ở cái thạch đi cơ. Đây cái sữa chua trắng bình thường thôi. Ngon lắm. Không biết bạn nào đã uống kiểu như là sữa chua loãng ấy. Tức là cùng với sữa chua là người ta cho nước và người ta gọi là như kiểu nước sữa chua. Như vậy trong video ngày hôm nay thì mình có các bạn đã trải nghiệm món sữa chua nước cẩm của châu, cũng như là cái sữa chua không đường của Vinamilk theo công nghệ của châu Âu. Và chúng ta cũng đã thử là ăn sữa chua với bánh mì, một sự kết hợp hết sức là lạ. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, và nếu thấy video hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe ủng hộ kênh và chờ đón các video tiếp theo cùng Văn Hóng trong chuyên mục Ăn uống cùng Văn Hóng, hoặc là Eating Show. Ok, xin chào và lại. Nhớ subscribe, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Trong này vẫn còn vô ngại vết nốt. Ngon lắm. Chạy ra một chút hình nữa.